Lần đầu tiên chơi Free Fire của Maren sẽ như thế nào? Cùng đi xem với mình nha. Let's go. Ok, có khá là nhiều bạn kêu anh ơi chơi lửa chùa đi, vui lắm. Thì hôm nay tôi đã tải về rồi đây. Rồi, đây là lần đầu tiên nên tôi sẽ chọn người chơi mới nha anh em. Bây giờ tiếp theo tới bước đặt tên nè. Tôi sẽ đặt tên là Mai Đen nha. Ủa, tên này có người đặt rồi hả trời? Thôi để đặt tên khác, tôi sẽ để là Mai Đen nhưng mà là không giấu nha. Ok, tên của tôi mà không được đặt là sao? Thôi, bây giờ tôi sẽ để tên dài hơn xíu, đặt là Mai Đen nè nha. Nope. Ủa alo, game bị sao vậy mọi người? Đặt tên thôi sao khó vậy? Thôi được rồi, bây giờ đặt cái tên độc quyền của tôi nè, chắc chắn chơi đặt luôn. Rồi, đặt tên là Mai đẹp trai và vào bắn thôi, còn đợi gì nữa. Quá đi nào, lấy tên của mẹ vậy mấy con? Hay thiệt sự luôn á. Ok, bây giờ tôi sẽ đặt cái tên cuối cùng mà chắc chắn chơi đặt luôn nè. Vô chơi liền nè. Đó, HR Mai Đen, quá là độc quyền luôn. Thôi dẹp mẹ đi.